Quý vị khán giả đang theo dõi bản tin công đoàn của Báo Lao Động. Trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã lựa chọn biểu dương và trao tặng bằng khen cho 58 tập thể, 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp mặt với 133 tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến hết ngày 23 tháng 6. Mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, lao động để tổng hợp ý kiến gửi đến Quốc hội. Cử tri là công nhân, người lao động đã kiến nghị các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích như giảm giờ làm, tiêu chuẩn xuống còn 40 đến 44 giờ trên một tuần. Nghiên cứu để có quy định ăn ca là một chế độ của người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật. Công nhân cũng đề nghị chính phủ thực hiện tăng mức tiền lương tối thiểu vùng hàng năm, có thêm chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người lao động tỉnh ngoài. Theo kế hoạch, công ty trách nhiệm hữu hạn Powergen Việt Nam, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với 5.744 công nhân chia làm 2 đợt. Dự kiến, công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại công ty, bao gồm cả những năm người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chế độ chi trả trợ cấp thôi việc này tương tự như đợt công ty cắt giảm 2.358 lao động vào cuối tháng 2, chính thức chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 31 tháng 3. Trong đợt cắt giảm tháng 2, người thâm niên cao nhất được hỗ trợ 379 triệu đồng, người mới vào làm 1 năm được hỗ trợ 12 triệu đồng. Hưởng ứng các hoạt động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên một số đơn vị thuộc khu vực đèo Hải Vân. Tại đây, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã giải quyết nhiều nội dung đáp ứng tâm tư nguyện vọng của người lao động như cải tạo hệ thống nước sạch sinh hoạt tại ga Hải Vân Bắc, Hải Vân Nam, nâng cao đời sống văn hóa thể thao cho đoàn viên người lao động. Đồng thời, đề nghị công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động hơn nữa trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn, không ít công nhân lao động bị mất việc, giảm giờ làm, ảnh hưởng đến thu nhập. Việc điện tăng giá đã phần nào thêm gánh nặng lo toan đối với người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Việc tăng giá điện tại thời điểm tình hình sản xuất của các doanh nghiệp gặp khó khăn không chỉ gây khó cho các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Giá điện tăng thì tất các chi phí đều tăng hết. Mùa mưa thì mình đang còn tiết kiệm được, còn những cái ngày nóng nực này thì mình phải dài đến máy lạnh. Và máy lạnh thì bình thường thì nó tăng giá điện thì mình phải đóng thêm chi phí thì nó cao hơn. Bây giờ công việc của mình thì không ổn định rồi, thì cái thứ nhất là lo tiền con gái ăn học, vậy thứ nói chung là nó nhiều lắm, cho nên là nó cũng ảnh hưởng nhiều với chị. Cái tiền điện cao thì đóng cao, để cuộc sống của mình nó khó khăn hơn. Cái giá điện nó ảnh hưởng không riêng công nhân đâu mà tất cả các cái lĩnh vực khác nó tăng theo. Công nhân thì là bị ảnh hưởng nhiều nhất, là cái thu nhập nó không được cao. Thu nhập người công nhân thường 5-6 triệu thôi, và để các cái đơn hàng nó sẽ giảm nữa thôi. Như mọi năm mà bình thường ấy thì có tăng ca thì thu nhập 10 triệu, mười mấy triệu. Còn năm nay này nó không, đơn hàng nó giảm, thu nhập tháng được 6-7 triệu. Nhiều chuyên gia cho rằng giá điện tăng sẽ có thể xảy ra tình trạng giá cả hàng hóa cũng tăng theo. Do đó, ngoài chính sách bình ổn giá, các cơ quan quản lý cần xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá điện để tăng giá các mặt hàng một cách thiếu kiểm soát, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, cần kiểm tra việc thu tiền điện tại các nhà trọ, tránh việc người lao động phải chịu giá điện cao hơn quy định. Kính thưa quý vị, trong mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay, có một câu hỏi của bạn đọc gửi về cho chương trình như sau. Năm 2023, khi tăng lương, thay đổi lương có ký lại hợp đồng lao động hay không? Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề trên, luật sư Trần Thị Trâm, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Levina, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp chúng tôi giải đáp ngay sau đây.
Theo quy định tại điều 21 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì tiền lương là một trong những cái nội dung quan trọng cần phải được ghi vào trong hợp đồng lao động, bên cạnh những vấn đề khác như là thời giờ hay là công việc, chức danh. Vì vậy nên là khi mà có thay đổi, điều chỉnh lại mức lương thì quy định là phải ký lại hợp đồng, chúng ta có thể ký lại bằng một cái phụ lục đính kèm với hợp đồng ạ. Cảm ơn những giải đáp vừa rồi của luật sư Trần Thị Trâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của bạn đọc qua hộp thư tòa soạn a@laodong.com.vn. Còn bây giờ, thời lượng chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.